Như đã thành thông lệ, cứ mỗi lần Đảng, Nhà nước xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, những kẻ cơ hội chính trị lại tung tin thất thiệt, tìm cách bóp méo xuyên tạc sự thật. Gần đây, ngày 4 tháng 11, Trung ương xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong vụ nhập thuốc của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharma. Việc xem xét kỷ luật bà Tiến như thế nào sẽ do Bộ Chính trị, bạn Bí thư xem xét. Nhưng trên trang báo mạng xã hội lập tức có bài viết cuối cùng mụ phù thủy Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bị sờ gáy. Nhằm công kích cá nhân cựu bộ trưởng, tác giả đã vẽ ra những tội danh hết sức kinh hoàng để đi đến cái đích cuối cùng quy chụp, đó là sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và nguyên nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu năng lực. Nhân bài viết mang đầy tính biện đặt, xúc xiểm của Hương Khê, tôi thấy cần có đôi lời xung quanh sự việc này. Trước hết, cần khẳng định việc xử lý cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao có sai phạm, vi phạm pháp luật là việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, không ngừng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước và xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đang được tiến hành một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Thứ hai, việc xử lý kỷ luật với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định. Nhưng để có cái nhìn khách quan, công bằng hơn với vị nguyên Bộ trưởng này cũng xin được có đôi điều. Trong tất cả các vị Bộ trưởng của nước ta, có lẽ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong số ít luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, đơn giản vì bà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong chính phủ. Hơn nữa, ngành y tế liên quan đến toàn dân, bất kỳ ai bị bệnh đều tìm đến bệnh viện và bác sĩ. Đây là một trong số ngành đứng mũi chịu sáo trước dư luận. Trong 8 năm chèo lái ngành y tế, dù nhận được nhiều lời khen trên nhưng công bằng mà nói, ngành y đã thực sự thay da, đổi thịt dưới thời Bộ trưởng Tiến đương nhiệm. Cũng cần biết, chính sách hỗ trợ mua 100% bảo hiểm y tế cho người nghèo, 70% cho hộ cận nghèo hướng tới mục tiêu bao phủ y tế với toàn dân của Bộ Y tế cũng chính là món quà của vị cựu bộ trưởng này tặng người dân. Hơn nữa, dưới góc độ chuyên môn, không ai có thể phủ nhận những công hiến trong nghiên cứu khoa học của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nhất là nghiên cứu việc phòng dịch tễ. Bà xứng đáng được tôn vinh là một nhà khoa học có tầm. Mặc dù còn những hạn chế của ngành chưa thể giải quyết được và gây bức xúc trong dư luận, nhưng thiết nghĩ ai ngồi vào ghế bộ trưởng đó cũng khó tránh khỏi. Không phải bộ trưởng nào muốn cũng giải quyết được. Hãy đặt mình vào vị trí tư lệnh ngành sẽ hiểu rõ cái khó, cái khổ. Thế nên, trước những thông tin xung quanh cựu nữ bộ trưởng này, chúng ta càng cần bình tĩnh, không nên vội quy chụp, thậm chí cố tình thêu dệt rồi phán bừa như Hương Khê, kẻ núp danh nghĩa nhân dân để tát nước theo mưa mà thôi. Bài viết của Hương Khê đã cố tình gán ghép, bịa đặt, vu khống cho vị nữ bộ trưởng, nhưng mục đích cuối cùng là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín cán bộ, đảng viên để chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mọi người cần cảnh giác trước những thông tin trong bài viết này của Hương Khê. Người cần